Thì sau đó là đưa lên thì ở trong bệnh viện đó hả? Dạ, ngay trong bệnh viện đó. Nó chịu rồi thì quyết định là không y nguyên dây cái đó thôi chứ không có cái bữa nay là được nói thôi để cho biết mà cũng bị chỉ nằm cái là đâu sao cũng bây giờ đó hay sao cũng mà đường chết à, đường mà đường nằm cái rồi bà kêu ra nước ngoài đường mới đánh kim nhiệm Uli và tôi, người thứ ba là anh Tú, Tú để râu ria đó, tính là nó để râu ria để nó cho là nó già hơn để nó chiếm quyền của em, chiếm quyền của thằng em mà cũng được. Thì Tú hôm nay là đi khách thành cầu của anh em cũng có là sai mình đó, là ở Cà Mau, dẫn một cái đoàn đi xuống khách thành cầu ở Cà Mau. Cầu bê tông hả? Dạ, cầu bê tông hay cột khỉ là dạ cái cầu thê mà cái cột thê mà làm hai cầu đó là cũng là một tuổi La Sang là công đó công dạ công thì về đây thì anh có cái nghề là anh là phong sốt thành ảnh vẽ cái cầu hai cái cột khỉ thì cái phong đó là từ bên tây bên đang hoàn tất góp rồi đây rồi biết kêu gọi anh em các chỗ nghiên cứu đi đo cầu nó cần bao nhiêu rồi đưa lên rồi có ai đó thì tài trợ thì sẽ làm và gần như là cái exhibition đó là toàn là dân trò cũ của tôi thôi, dân là sang làm thôi. Tức là anh cộng với vợ anh và rất là chịu khó đi xuống tận nơi. Thì thường thường như vậy đó, họ làm được như vậy là chỉ do sao rất là dễ. Cái plan thì có sẵn rồi, thành ra khỏi tốn tiền mà mình vẽ cái plan đó. Thứ hai là họ đã tính toán sẵn rồi, dù cần bao nhiêu thước thì cần bao nhiêu sắt, cần bao nhiêu xi măng đã có sẵn hết rồi. Thì cứ là khi nào mà cần những cầu đó một cái là cứ lấy cái ba đem nó ra thì cái ba đem đó thì sau đó thì chở sắt hay là xi măng đó là chở từ Sài Gòn xuống chở bằng ghe thì đường thủy đi nó không có với là hơn nữa là những cái cầu đó tương tự rất đẹp. Rồi bây giờ có lẽ chúng ta biến cái thành cái mũi tay không mấy anh còn lớn hơn tôi đó cái gì bây giờ anh Ta Be đặc biệt có một cái ưu điểm của Ta Be là không biết Ta Be thì thôi, hãy biết là coi như là anh em một nhà, cái đó điều rất là chắc chắn. Gặp ở đâu ở bên Tây bên Mỹ đâu anh nghe nói Ta Be là coi như La Sang La Sang La Sang La Sang La Sang thì ở đây có mấy anh lớn thứ nhất là anh Đức Tạ Quân kìa, anh Lê Văn Việt rồi anh Châu Tâm Lưu Y. Tôi dùng cái tên cũ, tôi không dùng cái tên mới. Thì có lẽ là tôi xin mời anh Tâm thay mặt anh em nói mấy lời với thầy. Cứ coi như một viên trưởng, không nói là phải nói. Không nói để anh cứ chờ hoài. Bây giờ thôi để về anh Tâm ảnh khiêm tốn. Kính thưa các thầy. Cái có một điểm đặc biệt đó là tự nhiên các thầy cũng vui vẻ chấp nhận mà cũng như anh em tự nhiên chấp nhận là lấy cái ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam làm cái ngày mà tưởng nhớ công ơn các thầy thì tụi em lấy cái ngày đó nhưng mà em xin trước khi thưa chuyện thì em kể một cái giai thoại có một ông thầy giáo đó cũng cỡ tụi em thôi nhưng mà cái ngày 20 tháng 11 đó các trò nó mang hoa tới nhà thì ông không nhận
nói cái ngày này là ngày của Việt Cộng nhưng không phải ngày của tao. Cái ngày của tao không biết ngày nào nhưng mà 20 tháng 11 là ngày Việt Cộng thì tao không nhận cái ngày qua ngày 6 hả? Rồi ngày 19 tháng 6 hả? Cái ngày của mình hồi xưa mình không nhớ ngày nào nhưng mà 30 mấy năm nay thì cái xã hội đương nhiên chấp nhận cái ngày 20 tháng 11 là cái ngày đi thăm các thầy. Có thể là đông hơn nhưng mà lý do có lẽ là kẹt xe hoặc là đường ngập cho nên là có tình này, nhưng mà tình này cũng là mang tất cả tình cảm của học trò cũ đến thăm các thầy. Và em bây giờ thành nhân, thành người cũng nhờ cái công việc này. Thầy mặt cảm ơn các thầy. Nhớ là xưa mình mùng 3, mùng 3 tháng thầy. Đúng rồi. Coi như là mùng 3 Tết thầy. Nói lên cái sự vui mừng của chúng tôi thấy cái bước cái lớp tiếp theo đã tiến bước và rất là vững mạnh trong xã hội hiện nay và đã có những đóng góp cho xã hội. Vì cái nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo những người cho xã hội và như vậy thì là bây giờ chúng tôi ra đi cũng an lòng. Thành thật cảm ơn tất cả các anh em đã tới. Xin chương trình của chúng ta hôm nay thì như là các bạn thấy nhất là chúng ta quan tâm thầy, trò chuyện với thầy và để mà chúng ta có cái tình cảm chúng ta đối với thầy và sau đó thì chúng ta cùng với thầy uống tí nước. Ngoài ra thì sau đó thì như thế này là chúng ta nhớ ơn các thầy còn sống mà chúng ta cũng nhớ ơn các thầy đã mất và những người đã có công dạy dỗ chúng ta. Thì chúng tôi coi như là đặt chúng ta chuẩn bị một cái kia nhỏ này thì một chút nữa xin tất cả anh em chúng ta sẽ ra một cái chỗ cái gọi là cái đài tưởng niệm lúc nén nhang cho các thầy cố thường xuyên. Sau đó là anh em chúng ta cùng nhau kéo nhau ra ngoài nghĩa trang. Thì hôm nay là tôi có một cái sáng kiến nhỏ như thế này, dưới là các anh có chấp thuận hay không mà không chấp thuận thì cũng ráng chịu đi, là chúng ta sẽ cấm trên mỗi cái mộ một cái ít nhất là một cái hoa cúc trắng rồi đốt nén nhang là cũng để tỏ lòng biết ơn các thầy đã mất. Thì chúng ta dù là không tôn giáo nữa chúng ta vẫn tin ở cái sự mà nối kết giữa linh thiêng giữa người sống và người chết và đó là cũng là một chút lòng ta đối với thầy chúng ta. Dạ, bây giờ là sau khi nói chuyện rồi là chúng ta theo ăn một